Em nghe trên mạng nói là tại vợ em sinh mổ là phải kiêng tới 6 tháng hoặc tới 1 năm nữa. Em sợ vợ em cái vết mổ đau nên em không dám đụng luôn. Một năm mấy lấy nhau vậy, đếm số lần thôi hả? Dạ không, em sợ lắm. Tại em kêu là nghe sợ trúng con nên em không dám luôn. Trời ơi. Cực kỳ có duyên luôn. Mà chú rể, mà chú rể nhiều tuổi mà sao nhỏ xíu rồi, đúng không? Anh Nam 18 tuổi chưa? Dạ, em 26 tuổi rồi. Ha? 26 rồi hả? Dạ. Mặc như là anh chưa 18 gì đó. Rồi, hai đứa giới thiệu về mình đi. Dạ, em chào anh Quốc Thận, chị Hồng Vân. Em là Kim Hoàng. Năm nay em 31 tuổi. Em là nhân viên văn phòng ạ. Kim Hoàng mà có bán vàng thôi. Dạ. Dạ không ạ. Nhân viên văn phòng mà. Còn em? Chú rể, cho tôi hỏi chú rể dễ thương quá à. Dạ, trước hết em xin chào anh Quốc Thận và chị Hồng Vân và chào mọi người. Em tên là Tiến Nam, năm nay em 26 tuổi. 26 em, tuổi? Dạ. 26. Đó, nhìn giống như là con nít mình đi lấy vợ vậy đó. Ừ, vậy là sao? Vậy là trong trường hợp này là... ai của em? Sao? Ai của ai? Em của chị hay là chị của em hay sao? Dạ, tình yêu của tụi em là tình yêu... Chị ơi, anh yêu em. Đó, chị ơi, em đúng không? Dạ. Chị ơi, anh yêu em. Đó. Ừ, nhưng mà gặp chị ở thời điểm nào, lúc nào? Dạ, lúc đó là em lúc mới đi lính về. Thì em về phường em làm luôn. Thì lúc đó có anh của em cũng làm ở trong đó. Thì anh em thấy chị bên đây nè là còn độc thân mà cũng vô tính lắm, tại hoạt động đoàn mà. Thì anh của em mới nói là qua bên cua bên đó đi, cua cái chị đó đó. Chứ sao lúc đó anh em không cua mà nhường cho em vậy? Anh của em có vợ rồi. À, anh có vợ. Ông tiếc của. Đó. Ông anh không tiếc của. Có dụng tiếc của đó. Quá, hiểu không? Mà giờ mình có vợ rồi thôi, để cho đúng em. Đúng rồi, để cho em mà nó hưởng. Anh nói em qua cua đi rồi nếu mà được thì đến với người ta, thì người ta còn độc thân. Đó thì em cũng qua em cũng chọc chọc chơi vậy đó. Thì cứ mỗi chiều chiều em cũng dẫn xe cho vợ em đi đi làm về nè, em dẫn xe ra cho vợ em về. Rồi tới có lần mà vợ em đi chơi với là bên phường á, thì đi giờ sáng sáng sớm mà nhà vợ em thì không có cho đi sớm. Em thì làm ở phường, em ngủ trên phường luôn. Thì cứ sáng sớm 4 giờ sáng em chạy xuống nhà vợ em, chở vợ em đi lên phường. Thì lúc đó vợ em cảm thấy nó mến mến em vậy đó. Để hỏi cổ coi có đúng vậy không? Đúng. Ông này ông tự khẳng định ta mến mà không biết phải vậy không? Tại nhà em khó lắm, không có cho đi sáng sớm vậy rồi sợ con gái mình bị bắt cóc á. Cái thế là chồng em mặc áo dân quân thì cái nhà cũng tin tưởng là chắc ở phường cử người xuống là rước vợ ơi, rước vợ mình đi. Rồi cái dạ an tâm cái cho đi. Cho đi thế là em cũng cảm thấy là chồng em nhí nhảnh dễ thương. Rồi cái cũng cảm mến vậy thôi chứ chưa có yêu hẳn. Bên này là mối tình đầu rồi phải không? Vậy chắc chắn một điều là ông đâu có biết hung. Lúc đó anh có lần vợ em buồn á, cái mua mấy hai chai rượu ra hai chị em ngồi uống chơi. Thì hai người uống thì vợ em mới uống xong cũng hơi giống như ngà ngà, kêu quay ra cái cho hôn miếng coi. Thì em hối không có hôn gì hết, thì quay ra hôn miếng coi vậy đó. Kiểu mà em đưa qua mặt qua thì dính cái vợ. Thì cái vợ em mới bắt đền, kêu là hả bắt chùi lại chùi nước miếng đi, không được không lẽ rồi bắt em xin lỗi. Rồi sao rồi hôn rồi còn làm gì nữa không? Dạ không, hôn chờ qua gái thầm thôi xong rồi. Nói thiệt không? Dạ xin lỗi xong rồi mới chịu về. Dạ. Có nghĩa là lúc mà người ta hung còn bắt ta chùi nước miếng đó mà dạ. Là cái đó là quen được nhiêu lâu? Dạ cũng có khoảng một năm. Một năm rồi, dạ. Rồi mới cho người ta vậy mà cũng bắt xin lỗi. Rồi dạ. Qua tới năm thứ nhì, dạ. Là cho hung chưa? Đúng rồi, chị đi chơi chị không có nắm tay còn sợ nữa mà. Bà sợ lắm. Nghe là trong hai năm là vẫn chưa? Dạ, dạ sợ lắm. Người bà bảo sao á? Đúng. Rồi bao lâu mới được hung thiệt? Tức ghê thiệt á. Tới lúc mà lúc cưới mới hung. Rồi có được ôm không? Lên chi xe thì không ôm, còn có phim mới được ôm thôi. Trời đó. Ơi, gì mà kẹo với nít dữ vậy trời. Trời dạ. đêm tân hôn mà hồi hộp không? Tụi em cưới về xong hôm sau rồi tụi em đi Đà Nẵng luôn chứ không có ở nhà. Thì lúc em cũng xin vậy đó mà giờ em không có cho. Sợ, ngại lắm. Phải mấy bữa sau mới cho. Sau rồi. Bà chị nó khó quá.
Tại Nam an ủi là thôi giờ em cũng là thuộc của anh rồi. Cái em mới nói vậy thôi, nếu mà đụng tôi á thì hứa với tôi là 3 năm sau mới cho tôi có em bé nha. Cái cũng hứa mất méo rồi. Hai đứa cũng giao kèo dữ lắm luôn. 9 tháng sau dính. Dạ không, đúng rồi. Dính là dính là dính luôn hả? Dạ. Dạ bữa giờ bả cho em ăn chay rồi đó. Là đang dính không? Dạ không có, là em sinh em bé được gần 4 tháng rồi. Vậy đó hả, coi như là bữa đi Đà Nẵng một phát là dính luôn. Đúng rồi. Yeah. Rồi cho nhỏ ngưng luôn hả hay sao? Có cho trai luôn không? Dạ, mới nói ăn chay kìa. Dạ. Là từ lúc phát hiện là có em bé là cho ăn chay. Dạ đúng trời rồi. Trời tội nhỏ hết sức luôn. Trời đất ơi. Rồi sao? Em cũng thương vợ em, bây giờ vợ em chăm con nên em cũng không muốn đụng vợ em nữa. Nghĩa là em cũng chạy xe nhiều lúc em cũng mệt nữa. Em nhiều khi em không đụng bởi vì bà mới bị stress. Đúng không? Không phải đâu, tại vì Nam tôn trọng em thôi. Vậy hả? Em nghe trên mạng nói là tại vợ em sinh mổ là phải kiêng tới 6 tháng hoặc tới 1 năm nữa. Em sợ vợ em cái vết mổ đau nên em không dám đụng luôn. Một năm mấy lấy nhau vậy, đếm số lần thôi hả trời? À, không mấy lần nói tôi nghe ơi, mấy lần nó không được hết bàn tay nữa. Mấy lần nói tôi nghe coi, 30 ngày mà giận hết 1 tuần 2 tuần rồi là còn mấy lần? 4 lần hả? 2-5 lần? Bởi vì tôi thấy thằng nhỏ này bởi vì cái mặt nó ướt thì sao đâu. Rồi nhưng mà cái bản thân em á, em có căng không? Em cũng thương vợ nên em cũng không làm cho vợ buồn thôi rồi chấp nhưng nhận. Nhưng mà lúc vợ có bầu em có phá em có rào cản lần nào không? Dạ không, em sợ lắm. Tại em kêu là nghe sợ trúng con nên em cũng không dám được. Trời ơi. Có chạy xe rồi mà nó không có nghiên cứu gì chừng á. Bây giờ chị hỏi nè, hai người á, cái thời gian á mà được gần gũi nhau đi, là tổng cộng cái thời gian được cỡ 1 tuần không? Ít lắm chị. Dưới 1 tuần tức là dưới con số 7. Dạ, ít lắm. Đừng nói một lần thôi nha. Trời ơi, không có được. Để nói nghe nè. Bây giờ á, em là yên phần em rồi, đúng không? Mà đây, người đàn ông 26 tuổi này là đang là cái thời điểm mà gọi là đỉnh cao của đàn ông. Em treo tới cỡ đó rồi thì em có nghĩ là lúc ấy chồng em sẽ làm gì trong cái thời gian đó không? Có bao giờ suy nghĩ tới điều em đó không? Em tin tưởng chồng em lắm. Cái vấn đề chị nói em nghe, cái lý trí nó khác với cái bản năng nha, đúng không? Cái đó là cái bản năng bình thường, cái nhu cầu bình thường của bất cứ một con người nào. Em hiểu ý chị không? Chứ không phải là do cái đầu. Chồng em vẫn thương em nhưng mà vẫn phải có cái chuyện đó. Mà bây giờ không với em thì bắt buộc là phải với ai đó hoặc là tự mình ơn hay là mà tự mình ơn là bệnh nha. Có vợ mà tự mình ơn là bệnh nha. Đó. Đúng không? Nó đủ đường hết trơn hết trọi. Đúng không? Em nó nhỏ phải thương nó. Nhỏ phải thương nó. Còn đi ghét. Nhỏ nhìn thương dễ sợ luôn. Thương. Không được, không có được. Qua bữa này về cải thiện lại. Cải thiện liền. Đem đây. Trời ơi tôi bây tức giờ... quá. Anh nhìn thấy nó muốn rớt nước mắt luôn á thiệt. Đây cải là cải thiện liền cho tôi. Cải thiện liền đi em. Trời đất ơi. Với lại anh nói nghe, cái vấn đề mà cấm cản mà sau khi mổ mà 6 tháng đó là nó hơi nhiều. Anh biết nè, anh rất rành, anh hai đứa con nè. Nói thiệt. Cái vấn anh đề đi bể kế hoạch là vậy đó. Dạ. Không có sao gì nữa. Không, bây giờ vậy nè. Có nhiều cách phòng tránh lắm mà đơn dạ, giản mà em, đâu có gì em đâu có bé biết chị. Đúng không dạ. Biết mà đúng không dạ. Thì chị nói em nghe, ví dụ như cái cơ địa của cái người con gái mà nó còn trẻ đó nó mau liền lắm, em hiểu không? Hơn nữa là cái việc mà em sinh mổ nó không có liên quan gì đúng tới rồi. Cái chuyện kia chứ á. Ừ. Dạ không có, em biết rồi chị, tại vì thời gian bên con á, con nó quấy quá nên tụi em dành hết cho con chứ không gì hết. Không, bây giờ vậy này chị nói em nghe, cái dành hết cho con là hoàn toàn chính xác. Nhưng mà con nó không đòi hỏi tụi em tới cái mức đó. Thực sự con nó không đòi hỏi tụi em tới mức đó đâu. Bây giờ cái nhu cầu của em bé 4 tháng là cái gì? Ăn, ngủ, đúng không? Và được ôm ấp, vậy thôi. Chứ nó không có đòi hỏi là toàn tâm toàn ý ba mẹ phải đúng dành rồi. Cho con. Không được dành cho nhau và nó chưa biết ghen. Cho nên bây giờ tụi em còn trẻ là phải tận hưởng cái tuổi trẻ của mình. Đừng có để lớn như chị rồi là mệt mỏi. Mệt lắm, hiểu không? Không được. Dạ em không. Lắng nghe lời khuyên của anh phải, chị. Phải thay đổi. Cái vấn đề này rất quan trọng. Nghe Nam. Dạ. Bây giờ Nam á, thì chịu khó ngoài cái lúc chạy xe lúc rảnh á,
chịu coi. Khó lên nghiên cứu tìm hiểu đúng không? Dạ. Kinh nghiệm nè, chiều vợ làm sao, làm sao để cho vợ cảm thấy hạnh phúc sung sướng như thế nào, ABCD. Vợ chồng okay. là phải dạ. hiểu nhau, nếu mà không hiểu thì tra Google. Dạ. Còn em nữa, lúc nào con ngủ á, rảnh ha, ngồi coi chồng mình đi làm về mệt mỏi thiệt, nhưng mà mình cũng phải tạo cái hưng phấn cho chồng nè. Để sao 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 cũng rủ rỉ. Dạ. Hỏi lỗ tai nó, anh ơi, vậy nguyên thời gian vừa qua anh đi đâu? Đó. Nhiều khi khui được mới chuyện á. Em tin chồng nè, em. Giờ em định vậy hết, em hết rồi. Không, ở đây vấn đề mình không nói là cái vấn đề là với một người nào. Đúng, em hiểu không, nếu chồng em thương em thực sự là chồng em sẽ mình ơn đúng không, nhưng mình ơn rất là nguy hiểm. Bình nó đó. Không có tốt một chút xíu nào hết, em Bình. Có hiểu không em Thời ơi dạ. Thôi bây giờ nè, nói một điều gì với vợ mình đi, để mà có một sự thay đổi gì đó mới thi vị trong cái đời sống vợ chồng. Qua chương trình muốn nói với vợ là vợ đừng có lo gì hết, anh sẽ không cho em dính đứa thứ hai đâu. Mẹ khoan có đứa thứ hai cho tôi. Bây giờ tận hưởng cái thời gian này đi đã, không có được đứa. Trời ơi, hãy nói vậy nè. Em ơi, chúng ta phải thay đổi đi cho cuộc sống nó vui vẻ, cuộc sống ấm áp và cuộc sống thi vị hơn. Em ơi, anh hứa với em, anh không để đứa thứ hai đâu em ơi. Giờ em sợ có đứa thứ hai đi. Không, không có sợ. Bây giờ đứng lên, em với chồng nhau đi. Bây giờ chị nói nè, em thì cứ ngại tôn trọng vợ quá, thành ra là ngại, cứ để muốn để vợ chủ động. Hiểu không? Rồi còn vợ thì cũng mắc cỡ, ngại. Rồi không lẽ bây giờ nói chồng chủ động thì không được. Nhưng mà chị nói nè, cuộc sống hai vợ chồng không nên giấu giếm nhau tất cả những cái nhu cầu về bản năng. Hiểu không? Đừng giấu, giấu ai đó đừng giấu chồng, hoặc giấu ai đừng giấu vợ. Hiểu không đó? Em ơi, anh chịu hết nổi rồi, anh muốn như vậy, anh cần như vậy là tấp vô. Đó, nhiều khi á, vợ nó hơi chống cự chút xíu, kệ nó đi. Hiểu không? Tới cho tôi, hiểu không? Đó mà nhột. Rồi. Nói đi. Tôi không nhìn đâu. Đó, rồi đứng ai nhìn nghe, để tivi khán giả ta nhìn được rồi. Chương trình anh hứa anh muốn em là cởi mở với anh một chút xíu. Có gì thì cứ nói với anh nghe. Rồi anh cũng vậy. Tụi mình còn lâu dài nữa. Không biết ôm vợ một cái. Ôm đi mạnh mẽ lên. Nó đó, phải là người đàn ông mạnh mẽ. Hiểu chưa? Muốn gì nói đó nghe. Rồi, chúc cho hai em đêm nay sẽ là một cái đêm mà nó một cái đêm mà lửa phừng phừng cháy bỏng sau mấy trăm ngày bị treo niêu. Chúc hai đứa luôn luôn có nụ cười nở trên môi và mãi mãi hạnh phúc như ngày hôm nay. Ồ vậy đó hả? Ô, quà của mình em ơi. Quà riêng, quà riêng. Trời ơi, đáng yêu quá. Bởi vì thì cảm ơn tụi em nhiều lắm. Lò bánh tét Mai Anh, gốc Minh Tân. Xin chào chị Hồng Vân và chào anh Ngọc Truyên. Em tên Trình Thanh Đa. Hiện tại là em đang ở Cần Thơ và em đang kinh doanh bất động sản. Và thêm một lĩnh vực nữa là thủy sản. Thủy sản? Dạ. Em bao nhiêu tuổi rồi? Em 33 tuổi. 33 tuổi mà giỏi dữ vậy? 33 tuổi mà giỏi dữ. Giỏi quá ha. Trời ơi. Cưng nói rõ đi, cưng nói rõ. Em giới thiệu về mình. Dạ. Em chào chị và chào anh ạ. Em là Phạm Phúc Ngân. Năm nay em 33 tuổi. Và em là bác sĩ thẩm mỹ da liễu. Em đến từ Cần Thơ. Rồi cơ duyên sao mà hai đứa gặp nhau ta? Cơ duyên sao? Cơ duyên là em là bạn thân của em Út, của anh Đa. Rồi em một lần tình cờ em đến nhà chơi, mời đến nhà của bạn thân em chơi thì em gặp anh Đa. Em thích anh Đa. Em thích liền luôn. Em thích liền luôn. Tức là thích anh Đa là ở cái điều gì? Lúc đó em nhìn thấy là giống như trong một cái đám bạn em cứ chơi chung với em Út của anh Đa, thì em thấy sự chững chạc của anh ấy á, và anh ấy là nghe giới thiệu anh ấy là một người thành công rất là sớm, mà trong khi đó nhìn thấy cái sự chững chạc ra dáng anh ấy lại ít nói nữa, đúng cái phong cách rồi mà thích. Là duyên số hay sao mà gặp cái lâu em thích liền, em thích ổng luôn. Rồi lúc đó Đa em có thích bé này không? Lúc đó thì em nhìn cũng gọi là thích cái dáng kiểu sinh viên á, nó gọi là trong veo á. Trong veo, yeah. Lúc đó vợ em có đẹp như bây giờ không? Làn da có không tì vết như bây giờ, hay là lúc đó như vậy thì mọc mụn? Lúc đó là đẹp hơn nhiều.
Wow, vậy đó hả? Xưa chưa có thẩm mỹ, bây giờ nó thẩm mỹ hết rồi. Thì là bao lâu thì em biết được là bạn này để ý em? Và bao lâu thì bạn này bắt đầu để ý em? Dạ. Và ai là người chủ động? Đó. Khi mà gặp là em thích rồi, thích xong rồi, nhưng mà ông ấy lại có một cô bạn gái mà ông quen là 9 năm rồi, 8-9 năm gì rồi. Rồi sao em chùng bước không? Hay là em quyết định là bây giờ mình phải... Lúc đó em không có biết. Là ngày hôm đó luôn là không biết, nhưng mà mẹ chồng vừa gặp em á là mẹ rất là thích rồi. Mẹ nói với em Út là con ơi con làm mai cho anh của con đi. Tại vì mẹ là mẹ không thích cô bạn kia, không có chịu lấy cô bạn kia. Thì mình về mình thích rồi, thành ra là cũng lúc cũng không biết anh có bạn gái gì đâu. Và xong vài hôm sau đó, cái là mới có cơ duyên là bạn thân ngủ đi uống nước thì ra là gặp ổng nữa. Thì bắt đầu trái tim mình nó loạn nhịp. Đó, tức là cái người bạn em của anh Đa là rủ em đi uống nước. Dạ đúng rồi, đi chơi một đám bạn, đi ra ngoài uống nước với một đám bạn luôn. Thì trong đó mới gặp anh này nữa. Học lên anh này nữa, cái lúc đó mình càng thích nhiều hơn nữa. Bon rối hơn nữa. Xong cái về nhắn tin. Giờ này em cũng còn thắc mắc là khi mà lúc đó nó không hiểu tại sao mà tụi em nhắn tin với nhau mà không có yêu đương gì nhau hết, cũng không có nói ai thích ai cả, chỉ là nhắn tin hỏi thăm thôi. Anh ấy nhắn tin hỏi thăm em, xin số điện thoại của em hỏi thăm, không biết có phải là nghe lời mẹ hay không. 3 ngày sau tụi em gặp nhau, xong cái mới xin số điện thoại trong ngày hôm đó, nhắn qua nhắn lại, và hôm sau là tới lễ tình nhân. Thì tụi em cũng chưa nắm tay, chưa nói yêu đương gì hết. Thì trong cái lễ tình nhân đó đó, tự nhiên cái cô bạn của ổng gọi điện thoại cho em. Điện thoại cho em, chửi em, nói là tại sao mà lại quen bạn trai của tôi mà dùng số điện thoại của ổng gọi cho em. Cái anh tưởng đó ổng gọi. Mình quýnh lên hết trơn, bắt đầu nghe tiếng phụ nữ. Nói là bạn là Phúc Ngân phải không? Bạn tại sao bạn lại quen bạn trai của tôi? Bạn cứ tưởng đâu là bộ mẹ của ảnh thích bạn á, là anh ấy sẽ chịu bạn sao? Tự nhiên cái em lúc đó em hiền khô, em khóc. Em nghe vậy tự nhiên hụt hẫng. Em nói trời chuyện gì xảy ra vậy? Bộ mình có chuyện gì vậy? Mình không có biết người ta có bạn gái, không biết gì hết luôn. Thật sự không biết gì hết luôn. Không hiểu tại sao em lại vậy. Em khóc không. Rồi từ đó về sau em biết rồi. Em hận ông này. Em hận ơi là hận luôn. Rồi em cắt bỏ, em xóa số điện thoại các kiểu luôn. Xóa hết trơn luôn. Con để chị hỏi Đa này, lúc đó em có ngồi kế bên cái bạn đó không? Nhưng mà lúc đó trong lòng em có cảm thấy áy náy với Ngân không? Lúc đó thì nếu mà em muốn đứng, em không đứng về ai hết. Tại vì cái bản chất của em là em muốn là cho mọi người biết, cho cái bạn gái cũ biết á. Đưa điện thoại để cho gọi đi, gọi cho vợ em để biết là em với vợ em á là chưa có gì, chưa có gì, chỉ là một người bạn đi uống nước. Lý do nào, bằng cái cách nào mà cuối cùng là hai đứa tụi em đến được với nhau, là em lấy Ngân làm vợ? Sau cái khoảng thời gian đó, khi mà bạn gái cũ có liên hệ với vợ em á, thì em cũng một khoảng thời gian thì cũng quen tiếp tục, nhưng mà mình suy nghĩ kỹ lại, mình á là chọn con đường á, vợ mình sau này á là như thế nào đó, rồi phải xứng đáng hay không, thì lúc đó là em mới suy nghĩ thiệt là thấu đáo. Xong một khoảng thời gian đó là em sẽ chia tay với bạn gái cũ luôn. Bao nhiêu đó. Lâu thì em gặp lại Ngân, em liên lạc được với Ngân? Cỡ 2-3 năm, hai học ba năm, hơn 3 năm. Sau khi em ra trường, sau khi em ra trường rồi em về quê, em làm việc với cha ở nhà, có phòng khám tại nhà. Thì khi đó là đám cưới của em Út. Rồi sao? Rồi câu chuyện xảy ra sau cái đám cưới đó thì sao? Sau cái đám cưới đó thì lúc đó là vô tình cha của em á là muốn gả em cho một người. Cha nói là cha không thể, giống như cha không biết, cha già rồi, cha còn sống khi nào, muốn tìm một cái nơi để cho con dựa dẫm. Cho nên cha muốn gả cho một cái người nào mà cha cảm thấy an tâm và tin tưởng nhất, thì cha gả cho một người bạn thân, con của người bạn thân của cha. Thì cha nên mới đi du học ở Mỹ về. Xong cái em không chịu. Em nói với cha là cha ơi con không thích. Cái cha hỏi có bạn trai chưa, mày có người, con có người yêu chưa? Nói đâu dám nói có, nó có sợ bị đánh. Tại vì không có dám. Xong cái nói con chưa. Cái không chịu, cái cha nói nếu như không chịu, cha thuyết phục hoài không chịu, khóc lóc đủ thứ hết, cha không chịu, cha nói nếu như không chịu cha tự giận. Cái vừa nhắn tin lại chầm khoảng tháng mấy, hai tháng chứ gì, nhắn tin lại một tháng mấy hai tháng thôi, thì em mới nói với anh Đa là anh có thương em thiệt không? Thế ảnh mới nói thật, sao em hỏi vậy, nói thật vậy anh cưới em đi. Chủ động hỏi lời trước luôn. Dạ đúng rồi, kêu cưới. Rồi á, vợ em hỏi em câu đó là lúc đó em sao, cảm xúc em sao? Lúc đó là cảm thấy là dính rồi.
lúc đó là mình đang công kích mà mình đang là cua mà cho nên mà nghe cái câu đó là nói chung là đạt được rồi, bắt đầu là ở đây chuẩn bị cưới luôn. Rồi lúc mà anh trả lời vậy thì Ngân sao em? Em nói nếu vậy thì anh xuống đi. Em tưởng đâu là ổng nói vậy thôi. Ổng nói là tuần sau ổng xuống, ổng sắp xếp trong vòng 5-7 ngày ổng xuống. Thì là ổng xuống thật. Đưa ai xuống luôn? Ổng xuống luôn. Đưa ai xuống? Đưa mẹ. Cha mẹ rồi thêm bà con nữa xuống. Wow. Thì xuống xong rồi không thèm xin phép trước luôn. Có nói với em nói xuống đi. Gần tới rồi bắt đầu vô xin phép cha cho đóng cửa cái rầm. Cha ở chậm luôn, cha không thèm ra. Thì bắt đầu mới điện cho cô ở gần đó, nó nhăn nỉ cô, nói cô ơi, giờ người ta xuống vậy đó. Cái nói trời người ta nào vậy, sao con không nói vậy cô chứ vậy. Đó thì bắt đầu á, là lúc đó em ở chung với bà nội nữa, thì cái nhờ bà nội năn nỉ tiếp, cái bà nội cũng khóc. Bà nội nói kêu hoài không ra, bà nội nói nó không có mẹ tội nghiệp lắm rồi, bây giờ cha còn không chịu nữa, vậy thì tội nghiệp nó lắm con ơi. Ra đi thì bắt đầu không biết sao đó, cái ở chồng cha không khóc, thì lúc đó là cha ổng khóc xong cái ổng đi ra. Cái trong này cái là em ngồi em khóc rồi em nói ở ra vậy thôi chứ biết không được gì đâu, ở đây em xin lỗi anh, bởi vì á cháu không biết cha có đồng ý hay không, biết có đồng ý hay không nữa. Cái ổng nói là cỡ nào anh sẽ cứu được em. Rồi ở ngoài tự nhiên cái ngồi chừng hồng khoảng nửa tiếng rồi, chưa được nửa tiếng đâu cái nghe cười ha ha, anh xui bắt tay gì, trời ơi cái gì xảy ra vậy mà mình không biết mình gả đi từ lúc nào. Một chút nữa cái ra cười, cái bắt đầu á là ba mẹ bên đây nói là cô kêu ba mẹ đi các cái mình ủa cái gì xảy ra vậy, dữ vậy mình cũng không biết luôn. Coi như là sau cái chuyến trên đường về á, ba của em có nói cái gì về cái cảm xúc khi mà xuống nói chuyện với gia đình bên nhà Ngân không? Thì trên đường về á, thì trên xe cũng có bàn tán rồi cô dâu rồi gia đình bên đây cũng bác sĩ này kia, với bên mình cũng bác sĩ thẩm mỹ nữa, sau này về chắc là làm ăn nó phát hơn nữa. Cho nên là cố gắng nghe thương vợ, tại vì vợ á là chỉ có một người cha thôi, còn mẹ đã mất rồi đó. Nói chung ba với mẹ cùng công kích cái tâm lý của em á. Ok, vậy là nói chung là sau đó là chắc cưới luôn đúng không? Dạ, sau chừng tháng rồi, chưa được tháng nữa là đám cưới đám nói luôn. Mà thật sự một cái kỷ niệm lớn nhất đó là hai đứa chuẩn bị đám cưới rồi mà mới nắm tay lần đầu tiên. Với một cô bé khó khăn về cái giáo dục như vậy á thì là em có vượt rào cản trước không? Đối với em á thì giống như em quen bạn gái cũng thời gian khá dài, 7, 8, 9 năm. Thì đối với em á là trong cái chuyện tình cảm á là phải cho nó nghiêm túc. Cho dù á là sau này ví dụ như khi mình cưới về rồi nãy giống như là ăn cơm với kẻng đó, mình có hợp hay không đó là cái chuyện đó mình chấp nhận cưới, là mình có sai hoặc là có mà không hợp thì mình cũng phải chấp nhận. Như vậy thì chắc là đêm tân hôn vui dữ ạ. Mình xác à? Không có. Vui không? Đêm tân hôn cũng chủ yếu là mình nghĩ mình lấy sức khỏe thôi. Vậy là chuyện đó xảy ra là vào đêm thứ mấy sau cưới? Rồi coi như là mình đến cái phần gọi là phần lấy nhau rồi, làm đám cưới rồi. Bé chưa nè? Dạ có một bé. Một bé mấy tuổi là cưng? Một bé hôm nay là 2 tuổi rưỡi. 2 tuổi rưỡi, như vậy là tụi em lấy nhau cũng được chắc cũng 2 năm rưỡi hả? Dạ 5 năm. 5 năm? 5, 6, 7 năm. 7 năm. 7 năm. Rồi khi mà về ở với nhau thì là có những cái cá tính gì, có những cái tật gì mà làm cho đối phương cảm thấy chưa vừa lòng? Như vậy là sẵn đây á là em nói luôn đi, là vợ bị bệnh ghen đó đúng không? Vợ em á, một cái điểm xấu đó là ghen. Rồi coi như tiếp tục nè, ghen nè, sau đây bớt ghen nè, em yên tâm. Rồi tiếp tục một cái gì nữa nè? Thấy vậy chứ hung dữ lắm. Hung dữ hả? Đâu thấy mau nước mắt lắm mà. Nước mắt mau ghê nhưng mà tay nó cũng mau tới. Tức là có tác động vật lý hả? Hung dữ. Có tác động vật lý đó. Cũng có một chuyện. Đâu em kể nghe coi, em nói những cái uất ức của em cho chị nghe coi có gì chị phụ cho. Em chở vợ đi dạo, rồi em thấy cái xe mà gọi là chở mấy cái bạn đi đi á, mấy bạn nữ không đó. Cái em mới nói em ơi xe gì sao chở phụ nữ không vậy? Là bà này bà hừng lên rồi. Bà hừng sao? Bà hừng sao? Hừng lên vừa về tới nhà, cái đầu cái mở cửa ra ha, cầm nón bảo hiểm đánh rồi. Đánh em luôn hả? Đánh luôn, không nói gì. Đau không? Không, lúc đó hên là mình đội nón bảo hiểm. Chứ không cũng còn khôn. Ngồi ở sau cỡ nó. Rồi lúc đó đa xử lý làm sao? Tôi bây em giải thích nó, ủa tại sao đánh anh vậy? Thì bà này bà khóc luôn, tại mất nước chứ lắm. Khóc rồi vừa khóc vừa nói. Rồi xong rồi em quạo em nói
tại sao mày đánh tao? Bà lần đầu tiên khó chịu đau. Bà này bà, đúng rồi, mình đâu có làm gì đâu, mình chỉ nói vậy thôi mà tự nhiên cái rụng đánh mình. Tại sao mày đánh tao? Bà này bà nghe cái câu mày gì đó nó bạo hơn nữa. Tại vì em là một người không thích nói chuyện kiểu đó. Em là một người thích nói chuyện ngọt ngào, nhẹ nhàng. Cái tự lần đầu tiên mà ổng nói với mình câu đó, trong khi đó ổng vừa mới sai nữa, em tổn thương quá trời. Có em bị xìu xuống, em đi hết nổi rồi, em mới bò vô trong cái phòng. Em nói rồi, vậy là mình lấy sai người rồi. Em bò trong phòng nhớ ta, em lấy loại thuốc em tính tự giận. Không hiểu sao có em cảm thấy rất là nặng nề. Em đã nói sao mình ngu dữ vậy trời. Bây giờ mới biết mình thật sự rất là ngu trong giai đoạn đó. Cho nên là đừng có ai mà giống em đó, sao? Rồi sao, rồi có uống thuốc không? Có. Trời ơi, lúc đó em sao đã kể tiếp. Em kể tiếp chị nghe. Lúc mà đánh em rồi ha, là lúc đó em bảo rồi tính giơ tay đánh lại rồi mà thôi, dùng vỏ nó em đi luôn, đi chỗ khác. Đi, đi ra khỏi nhà luôn hả? Đi sao? Ra khỏi nhà. Ra ngoài á, ngoài quán đó mình ngồi để mình suy ngẫm lại. Bà nghe tin nhắn của bà này tự dặn người kia là mình hết hồn. Về á chạy kiếm vòng vòng nhà không có. Cái thấy cái cửa này phá rồi mình mở không được. Kêu qua không nghe, đạp cửa vô thấy bà này bà đang uống nước thuốc tùm lum hết trơn. Rồi bắt đầu đem lôi vô toilet, đổ nước vô chậm cho ối ra. Sốc ruột luôn. Xấu quá là sốc nổi. Tức là một cái là ghen nè, một cái là sốc nổi. Còn cái nào nữa không, nói đi chị phụ cho nhanh. Hung dữ đó chị. Hung dữ. Ba tật xấu luôn, hung dữ. Có gì nữa? Có gì nữa? Trong ba cái tật em mong vợ em khắc phục được cái tật gì? Bây giờ khắc phục được chưa? Bây giờ còn bao nhiêu phần trăm? Về cái tật hung dữ là khắc phục cỡ còn 30% nữa thôi. 30%. Dạ. Rồi cái ghen. Ghen là 90 rồi. Vẫn còn 90%. Còn một chút xíu ghen. À còn 10% ghen thôi hả? Dạ. Không phải giữ, phải giữ 10% đó thì mới có. Ồ, thì chỉ còn 10% thôi đúng không? 10% đó ghen với nhỏ con gái ở nhà nữa. À thôi tôi vậy ngon rồi. Ồ, còn cái sốc nổi, cái sốc nổi. Cái suy diễn đó chị. Suy diễn đó. À suy diễn. Cái sốc nổi bây đó. Bây giờ bớt chưa? Bớt cái đó hết rồi, tại vì bây giờ chững chạc rồi, hết suy diễn rồi. Ủa vậy ngon quá. Chỉ rồi, bây giờ ngon rồi đúng chỉ không? Một lần trong đời. Giờ em mong muốn vợ em bớt luôn cái 30% đó không? Không, anh nghĩ nên giữ á. Giữ để kìm em lại. Giữ để kìm. Để kìm em lại. À. Coi như không mong muốn vợ thay đổi điều gì luôn. Không, em không muốn hoàn hảo như 100%, nhưng mà cũng phải có một chút gì đó. Đó, bây giờ tới em đó. Chồng có tật xấu gì em nói thử coi. À, tật xấu thì em nghĩ là cũng không có gì, nhưng chỉ duy nhất cái là rất là ít nói. Lạnh lùng hả? Ít nói, đúng rồi. Hot boy lạnh lùng. Mà em ghét cái tật lạnh lùng lắm. Bởi vì tại sao em không giữ? Vì ví dụ như có một câu chuyện gì đó đi, thay vì hai đứa cùng ngồi với nhau giải quyết là xong rồi, bữa nay không bao giờ nói chuyện, em nói thôi, em nói cho đã em rồi thôi, rồi hôm sau em chưa nói được hết, chưa giải tỏa hết thì bắt đầu em nói lại, cứ nói đi nói lại đó. Thành ra là mới hung dữ chứ. Thật sự nếu như mà nói chuyện lại với em thì chắc là không hung dữ như vậy. Có nghĩa là ít nói nè. Ít nói nè, lạnh lùng nè. Dạ đúng rồi. Rồi có lãng mạn không? Lãng mạn thì khi nào thấy em giống như giận rồi mới lãng mạn. Cái đó là cú. Rồi em có mong muốn anh thay đổi gì không? Em mong muốn là chồng em sẽ nói chuyện nhiều hơn với em, để chia sẻ nhiều hơn. Chỉ vậy thôi. Kể từ hôm nay ngày mai về em nói hoài cho nhức đầu luôn. Em nói khi nào bà sợ tôi chưa? Nhưng mà kiểu mà không nói là do em làm biến nói, hay là đó là từ đó giờ em cảm thấy em im lặng thì nó sẽ đúng với cái sở thích của em hơn? Tính em thì ít nói thiệt, nhưng mà cũng có nói. Nhưng mà do là mình, thứ nhất là do mình trong công việc á, mình nhịn vợ á, có thể là vợ lớn tiếng quá hồi này kia, mình không cần nói luôn, mình im lặng luôn để mình tự giải quyết hả? Yeah. À, tại vì em là bên bất động sản. Yeah. Là em sẽ phải rất là uyên bác, rất là nói gọi là nói chuyện để với khách hàng á. Là sẽ phải rất là uyên bác đó, chứ không phải là người kiệm lời đâu. Đó mà lý do là em không nói chuyện nhiều với vợ là nó phải có nguyên nhân. Đó thì thành ra là đó, em nghe không, em nghe chồng nói không? Là bởi vì nhiều khi vợ nóng tính quá, cho nên là nhiều khi anh nói, có thể lúc đầu anh nói xong rồi là không thấy cái sự đồng điệu của vợ thì tự nhiên cái làm biến nói luôn, không nói nữa, không lâu ngày nữa. Cái nó trở thành cái nó tạo thành một từ lúc mới cưới là từ lúc mới cưới em là mười mấy năm nay tới giờ rồi là tính anh nó như vậy rồi, đã như vậy luôn rồi. Bởi vì em tại sao mà em lại có một cái suy nghĩ là ổng vẫn còn yêu người kia, là bởi vì cái cách của anh ấy là không có nói chuyện với em nhiều, và cũng thật sự từ lúc cưới em bây giờ mà nói cái câu mà anh yêu em á chắc đếm trên đầu ngón tay. Thôi bây giờ thay đổi đi,
sau ngày hôm nay mình thay đổi, có thể về hai vợ chồng mở lòng ra tâm sự chia sẻ nhiều hơn. Ví dụ như em cần cái gì em cứ chia sẻ là đa cần gì cái hai chồng chia sẻ với nhau cũng là một cái thú vị chứ bộ. Tức là khi mà mình đã chọn nhau, có nghĩa là mình đã tự chọn hạnh phúc cho mình, thì mình phải chọn yêu thương để mình đối đáp lại với cái đối phương của mình, đúng không? Chứ bởi vì cái đó là do mình chọn mà, đúng không? Thành ra là mình chọn yêu thương để mình áp dụng với nhau, để rồi mình sẽ thấu hiểu nhau nhiều hơn. Thì chị nghĩ là có thể cái nguyên nhân đầu tiên á là do anh hiểu được là em vẫn còn có một cái gì đó nặng lòng và ấm ức với cái mối tình cũ của anh. Và vô tình nha, cái này là vô tình thôi, nhiều khi em không nghĩ tới đâu, nhưng mà vô tình cái cảm xúc đó nó cứ như vậy hoài đối với ảnh á, nó sẽ đi đến cái chuyện là ảnh từ nặng nề rồi tới áp lực, và cuối cùng thì ảnh nghĩ đó là lỗi của ảnh, là một cái lỗi rất lớn đối với em, để tạo cho em phải luôn luôn đau khổ với cái điều đó. Thì thành ra là đó cũng là nguyên nhân để ảnh cứ gói mình lại, cứ thu mình lại, ảnh không cởi mở nữa. Đó, cái đó là cái nguyên nhân. Tức là mình muốn chữa bệnh thì mình phải tìm ra được căn nguyên của bệnh. Em mình dùng không, chứ không phải tự muốn sửa là sửa được. Cho nên là nếu thực sự cái điều đó là đúng, thì chị nghĩ rằng á, là hai người đều phải gọi là bắt tay nhau để mình hóa giải cái điều đó. Ví dụ như anh, em muốn chồng em cởi mở với em, nói nhiều với em, thì em phải xóa đi cái mặc cảm tội lỗi mà do thời gian á, tự nhiên em tạo cho ảnh một cái mặc cảm anh bị tội lỗi đối với em, đúng không? Dạ. Em phải xóa cái đó đi. Thì hồi nãy chị đã chia sẻ với em cái chuyện là em xóa bằng cách nào rồi, bởi vì thực ra đó là một đối tượng hoàn toàn vô hại với cái tình cảm vợ chồng của em bây giờ. Dạ. Tại vì nếu ảnh lựa cổ là ảnh đã lựa rồi. Dạ. Em cứ thấy tỷ lệ mà 9 năm với 1, với 2 năm đi, ví dụ đâu phải đâu tới 5, 9, tức là tỷ lệ là 9 phần bao nhiêu đó, mà anh lại chọn cái phần bao nhiêu đó thì em biết là em thắng rồi, đúng không? Cho nên rằng á, là em phải gạt bỏ tất cả cái đó đi để anh thoải mái cái đầu óc, đúng không? Chứ còn á, ai cũng vậy, nếu như chị cũng vậy, em cũng vậy, hoặc là Tuyên cũng vậy, tự nhiên mình có một cái cảm giác mặc cảm là mình tội lỗi với cái người đó, không bao giờ mình có thể cởi mở được với cái người đó đâu, đúng không? Ví dụ chị làm điều gì có lỗi với Tuyên chẳng hạn, chị khó ngồi đây mà cùng dẫn chuyện với Tuyên lắm, chị sẽ cảm thấy là chị luôn á, chị nhìn qua là chị thấy chết cha, trời, mình làm cái điều có lỗi với nó sao mình cười với nó được, mình không thể nào làm đúng rồi, hòa quyện nhau lại được á, em hiểu không? Em gạt đi, em phải là cùng hỗ trợ với anh cái điều đó, thì tự động anh sẽ mở lòng, mở lòng, mở lòng, và lúc đó là tình cảm của tụi em sẽ thăng hoa, đúng không? Chọn hạnh phúc, chọn yêu thương. Đúng không? Do mình chọn chứ bộ. Giữ với nhau đi. Hứa với ảnh đi. Trước khi mình chia tay mình phải hứa với nhau đi nào. Nói chung á là em cảm thấy rất là hài lòng với cuộc sống hiện tại của em. Và anh Đa nói chung là anh cũng rất là tốt, là một cái người chồng mẫu mực. Dạ, một người chồng mẫu mực. Tuy nhiên thì hơi hung dữ một xíu là bởi vì ít nói quá. Cho nên nó lại rất là giận, không có một cái chỗ để mà em chia sẻ, thành ra cảm thấy luôn luôn ấp, rất là ấm ức á, ấm ức trong lòng, thành ra là có những lúc thì cũng hơi nóng tính thật, nhưng mà em cũng đang kiểm soát rất là tốt rồi. Nhưng mà em chưa hứa với Đa. Đó, em hứa Đa nói để sau này có lý do để mở lại hứa. Em có thay đổi nguyên nhân rồi thì em sẽ thay đổi cái đó để sao. Đa, một lời nào với vợ đi, nói em ít nói kìa. Em tưởng tượng như đây khách hàng mua bất động sản của em đi, em nói chị nghe coi. Thì ra thì qua cái chương trình này thì anh cũng rút được cái nhiều kinh nghiệm, cũng nghe em nói ra được cái tâm sự của em mà em không dám nói với anh, thì anh sẽ hứa là sẽ mở lời với em hơn, mở lòng với em hơn, và sẽ cùng chia sẻ với em hơn, mình cùng với nhau để có những cái cuộc sống hạnh phúc hơn nữa. Hay quá. Hài lòng rồi nha. Thường là sau đó là nắm tay nhau hứa đó, đúng không? Nãy như chị với em là yeah nè, đó không lẽ bển làm không được. Rồi, wow, nhiều quá. Rồi, cảm ơn tụi em rất là nhiều.
Rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ. Dạ, xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ. Em tên là Bích Trâm, em 25 tuổi và công việc hiện tại của em là một bà mẹ bỉm sữa. Bà mẹ bỉm sữa là một cái nhân vật phải nói là rất là vĩ đại. Đó. Dạ. Bỏ hết tất cả mọi thứ chỉ là ở nhà lo tã và sữa cho con thôi. Thế còn anh? Dạ. Em tên là Trung, em năm nay 30 tuổi ạ. Em hiện tại đang là nhân viên kinh doanh anh chị. Hai chồng là lấy nhau là bao lâu rồi? Dạ 3 năm 2 tháng rồi. Trời nhớ kỹ dễ sợ luôn. Dạ. Mà bà mẹ bỉm sữa này là lần thứ nhất hay là lần thứ hai? Bà mẹ bỉm sữa này là lần thứ hai rồi anh. Wow, có nghĩa là hai bé luôn đúng không? Dạ đúng rồi, 3 năm 2 đứa. Thế có quyết định là 4 năm 3 đứa không? Em cũng đang hướng tới cái mục tiêu đó. Trời ơi. Vậy là như vậy như vậy là chị thấy em với anh Bin nó có những cái gì đó rất là đồng cảm. Chị nói thiệt, đây là ông bố bỉm sữa nè. Yeah. 3 năm 2 đứa mà anh cũng vậy luôn. Rồi, hai em là gặp nhau lần đầu tiên là như thế nào? Lần đầu tiên chúng em gặp nhau là ở trong cái công ty phân phối mà trước của anh này làm á. Thì mẹ em có một cái căng tin ở trong công ty đó. Và em làm qua công ty phụ mẹ và chúng em gặp nhau. Có nghĩa là lúc đó là đang rửa chén thì gặp ông này. Dạ. Có nghĩa là thời gian đó thì em có nhân viên làm ở khu vực đó. Tại vì em coi ở khu vực quận 10 nữa. Nên là có nhân viên ở khu vực đó thì nhân viên có nói ở đó thì có một cô rất là chảnh. Nên là yêu cầu em phải về đó cua cô đó. Nhưng mà cái lần đầu tiên em nhìn thấy cô này em nhận xét gì về cô? Nói chung em chưa nhận xét gì, em tính cua thôi. Dạ, em biết dạ. Không? Em thì thật sự em cũng không biết, nhưng mà có lẽ là sau này thì biết ra thì hai cái mục đích đến với nhau là giống nhau. Tại vì em cũng ghét anh cha này. Trời ơi, em ghét kinh khủng luôn. Tại vì á, khu vực đó thì có nhân viên mà những cái nhân viên đó thì là mối quen của cái căng tin của mẹ em. Thì có hai anh đó thì cứ xuống căng tin uống nước mỗi ngày ăn uống căng tin, là nói chung là tìm cái lợi nhuận cho gia đình rất là nhiều. Ông này về không biết làm được trò trống gì, vừa về lại đuổi hết hai người đó rồi. Giờ dạ. Biết là thấy ghét rồi đó. Thấy ghét rồi đó. Là xong rồi hai người đó mới xuống nói với em, cái thằng cha này về là thấy đuổi là thấy ghét rồi, bé Trâm em trả thù cho anh đi. Trời ơi. Ok, em cua trả thù liền chứ. Trời ơi, dạ. Thấy ghét quá mà. Dạ. Thì đâu. Trời ơi, thì cái tình yêu của họ xuất phát từ cái việc gọi là trả thù. Dạ. Rồi đến bao lâu thì yêu? Khi mà bắt đầu mà nhắn tin qua lại với nhau thì rủ đi uống cà phê, đi ăn uống đồ. Em dẫn theo một đám bạn của khoảng 7-8 đứa gì đó. Dạ. Ăn mà cho túng tiền mà. Ăn ngập ghét. Mặt luôn đó. Đó cái dạng vậy đó, ăn cho ngập mặt luôn, cho ghét mà, cho bỏ ghét. Ăn bỏ ghét đó chị. Đó, thì cũng khoảng thời gian đó thì em cũng làm mai nhiều người bạn em cho ổng lắm. Dạ. Nhưng mà ổng thì không thích. Sau đó khoảng một tháng thì ảnh mới nói là ảnh thích em đó, rồi thôi mình quen nhau đi. Sau đó một tháng nữa thì tụi em bắt đầu chính thức yêu nhau. Rồi sau đó bao lâu thì cưới? Khoảng 4 tháng đó là cưới. Phải không? Lâu quá. Lâu quá. Lâu. Thật sự đơn giản thôi. Tại vì cả hai bên cùng yêu nhau là phải cưới không? Bởi vì yêu là cưới. Chứ mà trong cái quá trình mà từ mà cái bốn tháng để cưới nó cũng có gặp, thật sự là em không có công khai. Nên là trong gia đình hay là trong bạn bè hay trong đồng nghiệp tất cả đều không biết. Thì tới ngày hỏi cưới á thì gia đình của bên em thì không tin là sẽ đi cưới vợ. Thì mới yêu quá bởi vì mà không... Dạ không, đúng không. Rồi anh, cái tình trường của ông này trời ơi dày đặc lắm. Trời ơi tôi biết mà, cái dài quá dính tiền vô luôn. 5 tháng là cưới liền. Rồi á là 5 tháng đó là có vượt rào trước không hay là chừa tới đêm tân hôn luôn? Không có vượt rào gì. Hay vậy? Khó. Tình trường dữ không có, vậy khó đó. Khó nên là trời đâu qua được em chị. Khóa rào lại khóa. Dạ. Em rất là sợ tại vì cái tình trường của ổng là như đều như đó. Vậy em sợ em là cái nạn nhân tiếp theo cho nên là em kính cổng cao tường với ổng. Trời ơi, rồi cái đêm tân hôn vui không? Đêm tân hôn rất là buồn, buồn cười. Sao vậy? Tại vì ở quê á chị, là cái phòng thì nó san sát với nhau. Mà cái phòng của vợ chồng em á là mở cửa ra là ngay cái phòng khách. Đó cho nên mà lúc đó đám cưới thì đông mà cái giường á đoàn gỗ cò kẹt đúng rồi, làm gì cũng phải hết sức là dịu dàng êm thấm, rồi vợ chồng cảm thấy là không có thoải mái cứ mạnh chút là anh ơi cái giường nó vậy đó. Thì thôi lát nữa cái thấy mình như bực bội quá, bức bách quá bung lụa luôn. Dạ là có nghĩa là kẹo cho tự nhiên mặc cho tự nhiên nó cứ sao không xuống dưới đất. Dưới quê mà đúng không? Dạ dạ. Tụi em cưới nhau được bao lâu rồi? 3 năm 2 tháng. Dạ, dạ đúng rồi. Vậy thì ở với nhau thì có thấy cái gì? Có khắc khẩu, có hay cãi nhau không? Khắc khẩu cãi nhau thì ngày nào cũng cãi nhau, ngày đó ăn cơm vô. Khoảng 6 tháng đầu á cãi nhau miết thôi. Tại vì dạ. Như là chắc là cái khoảng thời gian yêu nhau nó ngắn quá đó. Cãi nhau đến mức mà phải là
viết đơn xin ly dị để trên đầu, chỉ cần thấy là ký vô là đưa lên là quốc thôi. Thật sự luôn. Có cái thời điểm mà tụi em hay gây lộn như vậy là kéo dài trong bao lâu? Khoảng 6 tháng đầu luôn á chị. 6 tháng đầu đó dạ. Liên tục luôn á chị. Trước khi sanh con luôn á hả? Dạ, trước khi sanh con. Dạ. Tại vì tụi em lấy nhau xong 9 tháng sau mới có đứa đầu tiên. Rồi sau khi sanh con còn cãi gì vẫn nữa? Cãi mà. À, sau khi sanh con vẫn còn cãi. Tại vì cãi mới ăn cơm ngon. Tức là trước khi sinh con thì còn có thể chấp nhận được, nhưng mà nếu mà sau khi sinh con rồi mà vẫn cãi như vậy thì em thấy làm sao? Đỉnh điểm là khi mà em sinh bé thứ hai, mẹ chồng ở quê thì vô là nuôi phụ cho mấy ngày. Thì giữa hai mẹ con không có thống nhất với nhau, là tại vì mẹ thì chăm con theo cái cách truyền thống mẹ ở quê, còn em thì nhất em nghe theo bác sĩ, em chăm theo con theo cách hiện đại của em. Thì cho nên là hai mẹ con không có đồng nhất với nhau về cái việc đó, cho nên là có những cái câu mà em nói ra làm ảnh hưởng đến mẹ rất là buồn và mẹ khóc. Thì chồng cũng có về nói lại với em, thì em cũng thấy là mình sai. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian đó thì tâm lý cũng không ổn định tại sau sinh mà. Rồi đến một tháng sau đó thì là đám cưới của em chồng ở quê á, mẹ chồng mới kêu là cho con gái lớn của em về. Mà con gái lớn của em lúc đó thì chỉ mới có 15 tháng thôi. Thì em không đồng ý, tại là đi đâu cũng phải có ba mẹ, tại đúng con rồi. Nó còn nhỏ quá mà. Thì chồng cũng nhắn tin kêu là em thế này thế khác. Thì nói qua nói lại em bị lên máu sản hậu. Em thành ra là em bị trầm cảm. Em phải uống thuốc điều trị một thời gian. Lúc đó là em bé thứ nhì là mấy tháng? Em bé thứ nhị được khoảng 1 tháng mấy, 2 tháng. Trời, mới 1 tháng mấy, em bé kia là 15 tháng à? À đúng rồi. Thì em bị trầm cảm. Nên là đối với em mọi chuyện nó như là cả thế giới quay lưng với mình vậy. Em rất là buồn luôn. Là tại sao mà chồng mình lại không hiểu mình như vậy? Thật sự là em cũng buồn, khó xử. Một bên vợ, một bên mẹ. Nên em cũng rất là ức chế, bị nói chung là rất là nặng. Thời gian đó em lạnh nhạt, nói chung em đủ thứ. Nói chung em kiếm chuyện đủ thứ cuộc đời hết. Thế mà lúc đó là em kiếm chuyện với vợ là chủ yếu hay là kiếm chuyện với những người xung quanh? Nói chung là chỉ kiếm chuyện với vợ thôi. Nên là nhiều đêm vợ bị áp lực quá, chị không nói thì lên thì co giật rồi cũng rất là nặng. Rồi nói chung ba mẹ cũng khuyên rồi nhiều cũng nói. Cuối cùng thì em mới bớt đi. Nhưng mà em có biết lúc đó vợ em bị trầm cảm không? Dạ thật sự là em biết, em cũng không quan tâm nữa. Tại em thấy mẹ mình cũng buồn, thấy vậy nên em cũng không quan tâm mọi thứ hết. Em bỏ mặc kệ, cũng làm gì làm. Vậy hả? Thực sự là bây giờ tụi em đã vượt qua rồi. Dạ, đúng không? Bây giờ là em bé thứ nhì là bao nhiêu tháng? Em bé thứ nhì là gần 6 tháng rồi chị. Gần 6 tháng. Như vậy là chuyện xảy ra mới đây thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Ồ, như vậy là bây giờ là em đã cảm thấy em hết hẳn cái trầm cảm đó chưa? Em nghĩ là chắc cũng còn tiềm tàng đâu đó trong người mình, vẫn còn cái sự trầm cảm. Tại vì em á, nhiều khi là em cũng hay nghĩ theo cái hướng tiêu cực lắm. Em biết điều đó nữa. Ví dụ như chồng em mà có nhắn tin với cô nhân viên, có một cô nhân viên đó nhắn tin với chồng cách rất là nhõng nhẽo. Anh Trung, mới nay em mệt quá, em nghỉ nha, em này nọ. Chị thấy như vậy nè, rất là may là em đã vượt qua được cái giai đoạn đó. Và hôm nay tụi em đến đây thì là đúng là chị nghĩ nó là một cái duyên đó. Tại vì như vậy nè, theo cái cách nói chuyện của vợ em thì vợ em là một cô gái mà rất là hoạt bát, tức là sống hướng ngoại nhiều, chứ không phải là người hướng nội. Mà nếu như trong trường hợp vừa rồi, nếu vợ em là một người hướng nội á, là cái chuyện kinh khủng nó đã xảy ra rồi. Rất may mắn là vợ em á, vì là hướng ngoại như vậy cho nên cũng dễ quên á, giống như em cũng dễ quên. Xong em ngay thôi. Đó rồi lại thôi, ngay đó rồi thôi liền. Thật sự là khi mà cái vụ đó nó bể ra rồi em mới thấy là mình là người vô trách nhiệm. Đúng, cái đó là tâm. Vừa rồi là em dở lắm á, vừa rồi thật là sự, em được dở. Bữa đó em nghĩ là một là cô ấy sẽ bị bệnh rất là nặng luôn, hoặc là nằm một chỗ bỏ hai đứa con luôn. Nên em rất là lo. Nguy hiểm lắm á. Thực sự là như vậy nè, với những cái khán giả truyền hình mà khi mà các bạn mà xem và chứng kiến cái câu chuyện của cặp vợ chồng này thì các bạn phải rút ra được một cái điều. Nếu như mình ở trong cái trường hợp này á, là cái người đầu tiên trong việc này sáng suốt phải là người chồng. Tại sao hồi xưa là các cụ không nói vấn đề trầm cảm sau sinh nhiều? Là bởi vì cái phương tiện truyền thông nó không có nhiều để mà mình biết. Nhưng cái chuyện nó đã xảy ra từ rất lâu rồi. Hơn nữa thời điểm này khi cái người phụ nữ họ phải vừa làm công tác xã hội vừa làm việc gia đình thì cái việc trầm cảm sau sinh của họ còn kinh khủng hơn ngày xưa nhiều. Đó ha. Thì chị nghĩ như vậy nè. Cái quan điểm của vợ em trong trường hợp này chị rất đồng ý. Có nghĩa là con em đi đâu phải có cha có mẹ. Con em còn quá nhỏ, 15 tháng nhỏ lắm em, mới có 1 tuổi mấy đúng không em? Dạ, cho nên làm gì làm, ông bà có thương mấy đi chăng nữa thì thứ nhất sức khỏe ông bà yếu rồi. Cho nên là chăm cháu mà thức đêm thức hôm với cháu, hay cháu bệnh hay là cháu quấy cháu khóc là rất nguy hiểm. Vừa tốn sức khỏe ông bà, vừa tốn sức khỏe của cháu, mà ở đây vợ em đâu có yên tâm. Em cũng đâu có yên tâm được, đúng không? Vợ lại mới sinh nữa, cho nên
cái quan điểm của vợ em trong trường hợp này là đúng. Thì đáng lý ra trong thời điểm đó em phải là người khuyên mẹ chứ. Mẹ nói mẹ ơi ABCD về này, đúng không? Đó thì đáng lý em phải là người làm việc đó. Tại vì em thấy vợ em nó hơi bị áp lực, hai đứa con á, em đi làm ra ngoài á, nên ở nhà hai đứa nó làm cho có thể là nặng hơn, nên là em mới em sợ cái điều đó, đúng không? Nhưng mà là... em phải nhớ rằng á, cái mệt sức á nó không kinh khủng bằng cái mệt não. Có nghĩa là chẳng thà vợ em nó cực chút xíu nó chăm, nhưng mà cái đầu của nó thảnh thơi. Chứ còn bây giờ vừa chăm đứa này xong nó nghĩ cái đứa nhỏ ở ngoài kia làm sao. Rồi đêm ngủ không được, rồi lỡ mà bà điện vô là con ho hay con sốt là còn chết nữa. Đúng không? Nhớ rút kinh nghiệm cái đó. Đó, cái thứ hai nữa là bây giờ em vẫn còn phải làm một việc là em phải nghiên cứu cái bệnh trầm cảm sau sinh. Tại vì chuyện xảy ra là mới đây thôi. Cho nên là hơn ai hết là chị nghĩ rằng em phải sát cánh bên vợ em. Và bây giờ em vẫn phải là người á giải thích với mẹ, với ba. Để chi? Để cho bà hiểu được cái chuyện xảy ra vào 4 tháng trước đây. Nó không phải là lỗi của vợ. Nó là những cái gì nó hoàn toàn về mặt sinh lý, về mặt bệnh lý. Chứ không phải là tâm vợ em muốn như vậy. Là em phải làm điều đó. Tuy nhiên á, thì qua cái số này nếu như mà ba mẹ của em có xem á, thì chị cũng xin chia sẻ một chút xíu là nên thông cảm cho cô con dâu của mình. Và thực sự là Vân rất chúc mừng á, là gia đình, tức là chúc mừng cô con dâu này đã vượt qua được cái thời điểm khó khăn đó. Chứ thực sự khi nghe Vân hết hồn luôn. Cái áp lực của em lúc đó là quá lớn, cái đó chị nói nghiêm túc luôn. Tại vì ít ra khi em bị cái khác thì bên cạnh còn chồng, nhưng mà ngay chồng em cũng đã nói là thời điểm đó anh cũng thông cảm được với em luôn. Thế mà em đã tự vượt qua được mà con thì lại còn quá nhỏ như vậy cả hai đứa. Thì thực sự là em rất là bản lĩnh ha. Em cố gắng em giữ cái bản lĩnh đó để làm chỗ dựa cho hai đứa con của mình, đúng không? Và chị chắc chắn là sau cái chương trình này chồng em sẽ hiểu được vấn đề và chồng em sẽ sát cánh bên em ha. Và cũng nhân cơ hội này thì em có muốn nói lời gì với ba mẹ chồng không? Con cũng muốn nói với mẹ là trong lòng con cũng thương mẹ như là mẹ ruột của con. Chứ bao giờ con nghĩ mẹ là mẹ chồng. Nhưng mà vì con không, con là một người không có khéo nói, lại hai mẹ con ở xa nhau như vậy thì cũng không có thời gian mà ngồi gọi nói chuyện với nhau nhiều. Chứ thật sự con không có muốn làm những cái gì cho mẹ buồn đâu. Con cũng biết là mẹ buồn con rất là nhiều. Con cũng qua chương trình này con cũng muốn gửi lời đến xin lỗi mẹ. Mong mẹ hiểu cho con và đừng có giận con. Nói chung là hôm qua chương trình này thì anh cũng đứng ra xin chia sẻ là có lỗi trong cái chuyện này, nên là hứa với mọi người, với hứa với gia đình là anh sẽ từ nay anh sẽ thay đổi để chăm sóc em với gia đình tốt hơn. Trời ơi, đúng là ôm chồng của con, chồng hứa rồi đó. Chị không biết nấu ăn. Khi mà cái tóc của anh chị công chiếu á, tóc xong á, là 1000 cái comment, là hết 999 cái comment là chửi anh tan tành luôn. Kêu cái ông nội này là một cái ông gọi là lăng nhăng. 999 người bên cổ, có một người bên anh à. Ông đó chắc cũng ngủ ngoài đường nha. Ông đó chắc cũng ngủ ngoài đường nha. Hãy luôn hiểu người vợ của mình để làm sao cho mình dung hòa giữa công việc và gia đình. Nói mà cũng đâu có thay đổi với anh thôi, mà thôi kệ đừng thay đổi. Tại vì cũng quen quá rồi. Vậy luôn hả? Dạ quen quá rồi, giờ tự nhiên thay đổi cái nó kỳ kỳ. Mình sẽ đi chợ nấu một bữa ăn. Đúng rồi. Ok. Trong 200 nghìn này thôi. Ok. Thế rồi, không thấy lạ nữa. Thấy đồ chạy không vậy? Coi coi. Chào. Trăng mật diệu kỳ. Chào mừng gia đình bạn đến với trăng mật diệu kỳ. Cùng nhau tận hưởng chuyến trăng mật có 102 với nhiều hoạt động thú vị để lưu giữ lại những kỷ niệm, những khoảnh khắc đặc biệt này nhé. Wow, hay quá. Thực ra thì cũng rất là lâu rồi. Vợ chồng mình cũng chưa có một cái chuyến đi trăng mật nào hết. Cũng chưa có đúng không? Chưa bao giờ. Wow, thì hôm nay thì lại được chương trình gửi đến một mật thư trăng mật diệu kỳ. Rất là hy vọng sẽ là một chuyến trăng mật thật diệu kỳ với vợ chồng mình nha. Khi mà nhận được cái mật thư này, trăng mật diệu kỳ ngày hôm nay của chương trình á, thì mình thật sự là cảm xúc rất là vui và rất là hồi hộp và mong chờ rằng những cái điều gì đón chờ trong cái chuyến trăng mật này. Và không biết là vợ chồng của mình sẽ tận hưởng và trải nghiệm cái chuyến trăng mật này như thế nào. Đây là một kỳ nghỉ có
có thể rất là diệu kỳ giống như cái tên gọi, và cảm thấy rất là may mắn và hạnh phúc. Từ khi cưới nhau tới giờ luôn bận bịu với con và cũng chưa có điều kiện để đi Trăng Mật Diệu Kỳ. Để mà có một cái buổi chuẩn bị thì chắc là vất vả nhất là ở các cháu, bởi vì vợ chồng mình thì có ba bé nên là cũng phải bố trí sắp xếp, thì chắc là để cho Minh bé nhỏ nhất sẽ ở nhà cùng với ông bà nội, còn hai bé lớn sẽ cùng đồng hành và sẽ hỗ trợ ba mẹ trong cái chuyến đi Trăng Mật Diệu Kỳ lần này. Thôi đi, bây giờ mình gọi các con cùng chuẩn bị lên đường nè. Mía Kỳ, đi thôi. Đi nào Mía, đi thôi. Chị, ba phụ mít kim mang giày. Mang giày luôn hả? Rồi, được rồi, để ba giúp cho. Đã đổi từ cái jeep huyền thoại sang đôi giày rồi đó. Chiều mang giày là hay lắm rồi, kỳ tích á. Nó là nó thích cái chiếc cái đôi này nè, nó mang mà tới cũ đích luôn nè. Rồi, đi thôi. Hai đi mua sau nha, cho mẹ ngồi trước. Mình sẽ đi siêu thị, mình sẽ sắm một ít đồ để chuẩn bị cho chuyến đi của cả nhà mình đó. Mít kim sẽ mua gì? Ôi trời ơi, hôm nay là con có mua kẹo hôm nha. Nay là Mickey phải phụ ba mẹ mua đồ ăn đó. Mua đồ ăn để mình đi cắm trại, mình đi du lịch. Ngày mai cả nhà mình đi, Mickey nhớ mặc một bộ thật là đẹp nha, đồng ý không? Ngày mai vậy mình có cho em Minh mình đi chung không? Mickey, hả? Ba, dạ? Bây giờ đúng rồi, bây giờ mình sẽ mua đồ, mình chuẩn bị các đồ dùng. Cả nhà mình sẽ lên đường trong ngày mai. Dạnh quá. Dạ mẹ đây. À, đọc thư đi sư tử. Chào mừng gia đình bạn đến với Trăng Mật Diệu Kỳ, cùng nhau tận hưởng chuyến trăng mật có 102 với nhiều hoạt động thú vị để lưu giữ lại những kỷ niệm, những khoảnh khắc đặc biệt này nhé. Ok, em cảm nghĩ thế nào về Trăng? Em đang rất là muốn tham gia vì mình sẽ được cắm trại, sẽ được nấu ăn, lần đầu tiên nấu ăn cho ông chồng của mình. Còn anh chứ? Hy vọng là nó không như cái gói mì gói mà lúc trước tự tính nấu cho anh mà nó vô miệng lavabo á. Hai đứa mình trước giờ chưa có chuyến trăng mật nào. Đúng rồi, chưa có chuyến trăng mật nào mà. Bây giờ này sẽ là chuyến trăng mật đầu tiên của hai đứa. Thử coi. Sau đây mình hãy đi thêm gặp một cặp gia đình nữa để cùng đồng hành chung với mình trong chương trình này. Đi. Rồi, rồi bé. Em chào anh chị. Chào anh chị. Chào em. Chào hai con. Chào cô chú con. Chào cô chú. Chào về sớm. Con. Tí đi chơi nha. Hai đôi vợ chồng sẽ có hành trình trải nghiệm như sau. Dạ. Đầu tiên, chúng ta sẽ được ban tổ chức phát 200.000 để đi siêu thị trò chuyện về những tật xấu, những chuyện hậu vợ chồng son. Sau đó chúng ta đến công viên cảnh đồi, cắm lều trại, nấu ăn, tham gia các hoạt động, các trò chơi dân gian. Sau đó, các gia đình sẽ cùng nhau chơi trò chơi hiểu ý. Cuối cùng là khoảng thời gian dành riêng cho các gia đình. Các cặp vợ chồng mình sẽ có 2 ngày để mà cùng trải nghiệm cái Trăng Mật Diệu Kỳ này. Cảm xúc của hai em sao? Em cảm thấy rất là thú vị và em đang mong chờ lắm. Tại vì trước giờ em chưa được đi cắm trại lần nào hết. Dạ. Bây giờ thì em được cảm thấy được cắm trại, còn được nấu ăn nữa. Vui nhất là nấu ăn á. Tại vì em không biết nấu ăn. Cảm giác của em hơn sao? Cảm giác của em hả? Hồi xưa giờ em chưa đi cắm trại hay là ngủ ngoài ở những cái nơi mà mang cái tính chất là ngoài trời thiên nhiên. Thì không biết là đi cắm trại về tình hình như thế nào. Có khi nào mình sẽ ghiền cắm trại. Ủa sau này sẽ hẹn nhau đi cắm trại. Đây là một điều thú vị dành cho các cặp vợ chồng. Hai ngày rất là hay và thú vị đó. Để gắn kết nhau, hiểu nhau hơn. Đúng rồi. Thứ nhất là cũng giúp cho từng cặp vợ chồng có một cái kỷ niệm cùng nhau. Cái thứ hai nữa là các cặp vợ chồng cũng có cơ hội gặp nhau, chia sẻ nhiều ý nghĩa trong cuộc sống. Hai bạn tham gia cũng vợ chồng son luôn. Dạ đúng rồi. Rồi em tập 496. Anh chị là tập 489. Dạ. Sao mà anh quen chị được hay vậy?
cái này thôi để cho hai đứa về coi đi rồi cho nó tăng được view, nó đùa thôi. Chứ hồi trước thì anh với chị, anh thì làm trong ngân hàng á, thì chị thì làm bên điều dưỡng, thì nói chung là có một chút vấn đề về về công việc thì anh nhờ chị hỗ trợ giúp giùm anh, thì chị giúp giùm thì đi cảm ơn được đâu chừng hai lần á là bắt đầu làm quen nhau, yêu nhau. Hay rồi à. Trong vòng khoảng 3 tháng là cưới á. Trời ơi, rất là nghe nhanh. Nhanh cũng gọn vậy. Tới bây giờ là cũng được gần 10 năm rồi. Dạ. Hai đứa em là quen nhau 13 năm mới cưới. Thì tới bây giờ là mới cưới được 2 năm thôi. Đầu giờ em cũng tính cưới nữa, nhưng mà mẹ chưa muốn cưới. Hai mẹ 13 năm rồi mà không muốn cưới. Dạ. Mẹ vợ hối quá. Sao nữa? Em còn ăn chơi lắm. Vợ em thì nói là thôi em còn nít lắm, em muốn đi chơi thêm chút nữa em cưới. Mặc dù là lúc đó cũng 30 tuổi rồi mà em còn ham chơi lắm. Rồi nãy em nghe nói là sau khi chương trình hình như là anh chị cũng có thay đổi đúng không? Anh chị tham gia là hồi tháng 12 á. Dạ. Sau đó là thay đổi toàn bộ cục diện luôn. Lúc mà anh chị tham gia chương trình á, tham gia chương trình là lúc đó là anh đang làm quản lý cho một ngân hàng. Dạ. Anh đang làm phó giám đốc chi nhánh cho một ngân hàng ở quận Nhất á. Tham gia chương trình xong là anh thôi công tác luôn. Sao vậy? Anh chuyển sang một mảng mới hoàn toàn luôn. Hai bạn mà về xem sẽ thấy cái tập xấu của anh á là rất là ngọt ngào với các bạn cấp dưới. Nghĩa là giống như là quan tâm với tất cả mọi người. Gái mưa.